Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video hướng dẫn của mình. Mình là Iblek Ria đây. Thì trước mặt màn hình của các bạn đây chính là một cái video mà trước đây mình đã từng làm để hướng dẫn cho tất cả các bạn. Thì video này là cái video mình hướng dẫn cho tất cả các bạn cách chúng ta viết tiếng ED, cách chúng ta có chữ ED tiếng Tây Nguyên của chúng ta trên điện thoại các bạn. Và mình đã hướng dẫn 2 đến 3 video rồi. Nhưng mấy video đó là mình hướng dẫn trên hệ điều hành Android nhé. Đó, như Oppo này, Samsung này. Đó, thì sau khi mình đăng 2-3 video này thì cũng có nhiều người đã bình luận video của mình, là họ nói là hướng dẫn trên iPhone đi anh. Đó, thì cũng có vài số bạn đã tìm Facebook của mình và nhắn tin với mình là cách viết chữ Tây Nguyên của chúng ta trên iPhone như thế nào, mong bạn làm video hướng dẫn. Thì đó, có rất là nhiều bạn muốn mình làm video, nên hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cách có chữ Tây Nguyên của chúng ta như ED, Jirai, Bana, Kohos, Dang, Manong trên điện thoại iPhone các bạn nhé. Và mình đang cầm là iPhone 6 Plus nhé. Rồi, bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn. Đầu tiên, chúng ta thoát đi. Các bạn hãy vào cho mình mục App Store nhé. Mục App Store này. Và các bạn hãy có cho mình mục tìm kiếm là Cayman này nhé. Đây chính là ứng dụng của Cayman này. Đó. Đây các bạn nhé. Cayman. Sau khi tải xong các bạn mở cho mình nhé. Ở đây thì mình đã cài sẵn rồi. Chúng ta mở này. Rồi, khi xuất hiện như thế này thì khi xuất hiện như thế này các bạn bấm cho mình mục đầu tiên đấy nhé. Đây dòng chữ đầu tiên ở trên này này. Đó, bạn thấy chưa? Bấm cho mình. Đó. Đầu tiên luôn. Rồi. Thì mục tìm kiếm này này, mục này chúng ta có này. Các bạn có cho mình là E nhé, ED nhé. Các bạn cứ có ED dù là các bạn là Sadang hay là Bana hay là Manong, các bạn cũng có ED cho mình nhé. Rồi sau khi xuất hiện như thế này rồi, các bạn bấm vào mục Dega này này. Đó, các bạn bấm cho mình mục đây nhé. Các bạn thấy rồi chưa? Điện thoại mờ mờ của các bạn. Rồi, nó lên nét. Bấm vào. Rồi, khi xuất hiện thế này, các bạn hãy bấm cho mình mục InStyle này nhé. Cây Pro này, đó. Thì nó download, bây giờ đang download này. Đó, đã download xong rồi. Bây giờ các bạn để ý tên này, có dòng chữ net này, các bạn bấm cho mình. Rồi, đây là những dòng chữ có thể hỗ trợ này. Kho, Jirai, Manong, Bana, ID, đó. Có rất là nhiều, vân vân. Và chúng ta bấm tiếp mục ở trên này nhé. Các bạn bấm cho mình mục ở trên, mục InStyle này. Rồi, đây là họ hướng dẫn cho chúng ta cách chúng ta gõ được tiếng dân tộc của chúng ta đấy. Rồi, ở chỗ này mình bỏ qua nha. Còn các bạn thì các bạn muốn biết cách viết như thế nào, các bạn cứ viết cứ chụp lại màn hình và viết theo nhé. Rồi, bây giờ mình bấm đây để thoát. Bây giờ chúng ta có thể viết được rồi đây các bạn. Chờ này, mình viết chờ nha. Ví dụ mình bấm 3 chấm lên trước đã. Chờ, mình xóa cái này đi. Đó. Chờ này, đó. Bờ này. Nhờ này, đó. Nhưng chỉ là chúng ta có thể viết trong này thôi. Còn đây, ví dụ mình sẽ vào mục đây nhé, vào tin nhắn này đi. Bây giờ mình có đây này, đó. Đây các bạn vẫn còn là chữ Tây Nguyên này. Đó, vẫn còn là chữ Tây Nguyên này. Ví dụ mình bấm chờ nó ra hai chữ cờ luôn. Đó, vẫn còn là chữ Tây Nguyên ở chữ tiếng Việt đấy. Bây giờ mình thoát đi. Chúng ta vào mục cài đặt cho mình nhé. Vào mục cài đặt nhé. Bây giờ các bạn hãy
lướt xuống cho mình và tìm cho mình cài đặt chung. Các bạn lướt xuống cho mình tìm mục bàn phím này này, đây. Bạn thấy chưa? Bấm cho mình mục bàn phím này. Rồi ở đây các bạn bấm cho mình bàn phím này. Các bạn thấy số 3 đây không? Bấm cho mình mục đầu tiên luôn. Đó, ở đây đây chính là cây man này, ở dưới nó đang nằm ở đây ở dưới này. Đó, đây, chúng ta bấm vào. Rồi, chúng ta bấm cho nó có nút màu xanh rồi chúng ta cho phép. Rồi xong, bây giờ chúng ta quay về. Đó, chỉ cần như vậy thôi. Rồi chúng ta thoát này. Chúng ta vào mục tin nhắn nhé. Để mình thử viết cho tất cả các bạn coi này. Đó. Bây giờ vẫn còn là tiếng tiếng Việt nhé. Đó. Bây giờ mình muốn sang tiếng, muốn viết tiếng dân tộc của chúng ta thì viết thế nào? Rồi, các bạn hãy quan sát thật kỹ nhé. Rồi, chúng ta bấm, các bạn có thấy dấu phẩy ở đây không? Bạn có thấy dấu phẩy không ạ? Đó, chúng ta hãy bấm và giữ luôn. Chúng ta chọn mục hình tròn này, mục hình quả cầu này nhé. Chọn vật thả. Đó. Khi nó xuất hiện này, chúng ta vẫn chưa chọn được tiếng tiếng dân tộc của chúng ta lại bấm và giữ lần nữa cho mình. Đó, lần này nó xuất hiện dòng chữ thế này nhé. Các bạn thấy không ạ? Đó, chúng ta bấm vào mục Dega cho mình. Đó, bây giờ chúng ta mới ra được tiếng dân tộc của chúng ta này. Bây giờ đã chắc chắn ra rồi. Bây giờ mình thử gọi cho các bạn coi nhé. Mình viết chữ chờ này. Đó. Ở đây nhìn nhỏ quá các bạn nhỉ. Rồi, bây giờ mình viết hoa. Ví dụ hoa bấm mũi tên này này đó. Mình viết chữ bờ đó. Bạn thấy chưa? Mình đưa gần tí cho các bạn coi này. Đó. Bây giờ mình viết chữ nhờ này. Bây giờ mình viết chữ ứ này. Ứ là bấm hai lần. Rồi bấm chữ x này. Đó. Dấu ngoặc là ngoặc trên đó, mũ trên đó là bấm dấu x này. Hết các bạn nhé. Ví dụ chữ e này. Rồi bấm x là s này đó. Hoặc là e. Bấm x là e đó. Còn trường hợp các bạn không muốn viết chữ tiếng Tây Nguyên của chúng ta nữa, các bạn muốn viết tiếng Việt thì các bạn cũng lại bấm mục quả cầu cho mình nhé. Đây, các bạn bấm và giữ cho mình. Và bấm close Eman này này. Đọc tiếng Anh thế nào mình không biết, mình cứ đọc bạn vậy thôi các bạn. Rồi, chúng ta bấm vào. Các bạn bấm vào nhé. Rồi, bây giờ trở về tiếng Việt rồi đó. Đó, không còn ra tiếng Tây Nguyên của chúng ta nữa. Đó các bạn. Đơn giản đúng không nào? Đó. Cực kỳ đơn giản luôn. Rồi, vậy là video này mình đã trả lời câu hỏi của tất cả các bạn nhé. Đó, mình đã vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn cách chúng ta viết tiếng Việt trên chúng ta viết tiếng Tây Nguyên của chúng ta trên iPhone rồi. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Rồi, mình là Iblek Ria, thân ái chào tất cả các bạn nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Và nếu các bạn có gặp khó khăn gì thì hãy bình luận trên video này của mình. Bye bye các bạn.